Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hương, thành phố Bà Rịa tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do dịch Covid-19 và ra mắt mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và phục hồi sinh kế sau Covid-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hương, thành phố Bà Rịa đã vận động 3 nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 3 em học sinh trên địa bàn phường với số tiền 1.500.000 đồng một ký cho đến khi đủ 18 tuổi. Con rất vui mừng và xúc động khi được Hội Phụ nữ phường giúp đỡ và quan tâm. Con rất cảm kích sự giúp đỡ của Mẹ đỡ đầu và Hội Phụ nữ phường. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội. Bên cạnh việc hỗ trợ về vật chất, các nhà hảo tâm sẽ thường xuyên thăm hỏi động viên, giúp các em có thêm động lực vượt qua khó khăn. Một doanh nghiệp và cũng có một cái tấm lòng thôi, thì mình nhận những cái hoàn cảnh khó khăn, mình giúp đỡ cho các em đó được phần nào để mà các em trong cái thời gian các em học tập. Hiện tại thì mình cũng có một cái thống nhất là hàng tháng, mình hàng quý mình sẽ hỗ trợ tiền để các em ăn học hàng tuần hoặc là trong tuần hay là trong tháng, trong ngày nào đó mình có thể, mình có chỉ có thời gian thì đến nhà gia đình của các bé để hỗ trợ thêm những cái khó khăn của bé, chẳng hạn như trong cái sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của bé. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hương cũng ra mắt mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và phục hồi sinh kế sau Covid-19. Qua đó đã hỗ trợ vốn vật tư cho 3 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 7 triệu đồng.